nhiên mọi người cũng cần phải hiểu được rằng là đây là những cái hạn chung của tuổi, có nghĩa là nó không phải là đúng 100%. Bởi vì sao? Chúng ta cứ biết được rằng là trong mỗi cái năm đó biết bao nhiêu người sinh ra, đúng không? Bao nhiêu người sinh ra thì mỗi tuổi nó sẽ có một cái lá số riêng. Cho nên là để xem hạn chính xác của mỗi người thì bắt buộc phải có năm tháng ngày giờ sinh. Thì lúc đó mình mới lập được cái lá số tử vi, lá số tử trù, lá số bát tự gì đó. Thì lúc đó mình mới luận là lúc đó mình là đúng chính xác với con người đó. Còn ở đây là chúng ta chỉ nói về mức độ chung chung, tức là cái số phận khá là chung của những người sinh trong cùng năm đó. Cũng giống như một những người mà sinh tại Việt Nam nó khác với những người sinh tại Mỹ, đúng không? Nhưng mà nhìn chung là những cái số phận của những người sinh trong Việt Nam nó cũng có cái tương đồng. Nó tương đồng là một cái thể chế kinh tế, nó tương đồng là một cái thể chế chính trị. Ở bên Mỹ nó cũng sẽ có tương đồng với thể chế chính trị, thể chế đó, nó có sự tương đồng, nhưng mà không phải ai cũng như ai, mọi người hiểu không ạ? Cho nên là giả sử như mình thấy rằng là đến cái tháng này, đến cái tuổi này mà tại vì sao mình không bị những cái hạn này, chuyện đó cũng bình thường. Bởi vì đấy là cái chung chứ không phải là cái riêng cho mọi người. Cái riêng cho mọi người bắt buộc phải có năm tháng ngày giờ sinh và chúng ta luận vào cái lá số của người ta thì mới là chính xác được. Chúng ta cần phải hiểu như thế. Nhưng mà nhìn trong giữa cái chung này là mình cũng đã có biết được những cái gì để mình đề phòng là cũng được, ok rồi. Quan trọng nhất là mình hiểu được bản chất, mình hiểu được hạn mình tuyển bỏ, không cần phải quan tâm. Mình hiểu được rằng qua cái hạn này thì những cái tháng nào mới là cần quan tâm, mới cần chú ý thêm một chút xíu, hoặc là những cái chuyện đó nó sẽ xảy ra chuyện gì, tình cảm hay là sức khỏe hay là công ăn việc làm hay là tiền bạc, như thế. Rồi qua một cái hạn khác, tam tai, giờ mình nói tam tai. Theo mọi người tam tai là gì? Tam tai là ba, một cái hạn mà rất là nhiều người sợ, đúng không ạ? Phải nói rằng là tam tai là một cái hạn cực kỳ nhiều người sợ, đặc biệt là phụ nữ. Hình như là người giáo cũng đánh hạn tam tai luôn, đúng không? Còn đánh chúng ta đánh kim lâu đánh tam tai luôn, đúng không? Nhớ là thế. Tiếp theo mọi người là tam tai là bị 3 năm liên tục, hay là bị năm nay bị thì năm sau sẽ không bị, hay là năm nào sẽ bị nặng nhất? Năm hai là nặng nhất đó. Tuy có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ năm nay không được thì năm sau bị sẽ nặng hơn, mà năm nay không được năm sau không bị thì năm sau nữa bị sẽ dồn lại. Trong 3 năm có 1 năm nặng, còn 2 năm còn lại nhẹ. Cái đó bạn mình biết bạn học từ đâu, nhưng mà mình nói luôn là sai, được chưa? Mình biết gốc bạn học cái đó từ đâu, nhưng mà mình kiểm nghiệm sai. Bạn về bạn kiểm nghiệm đi, nếu như theo cách của bạn đang tính là tự nhiên sẽ có những cái tuổi nhất định nó mới bị tam tai, những tuổi còn lại sẽ không bao giờ bị tam tai. Về thử kiểm nghiệm thử đi, lấy bài để dùng thử đi, đúng không? Còn mình sẽ không nói ra bởi vì nóng hay, nhưng mà thử kiểm nghiệm cái đó với mình biết được là bạn sẽ học từ đâu. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái hạn tam tai này. Đầu tiên là cách tính, được chưa? Cách tính của hạn tam tai thì mọi người sẽ dựa vào cái tam hợp địa chi. Tức là ngày hôm qua là chúng ta đã học là chúng ta có 12 địa chi. Thì trong 12 địa chi này nó sẽ chia thành ba cái nhóm mà mình gọi là tam hợp, bốn nhóm mình gọi là tam hợp. Tam hợp đầu tiên đó là gì? Thân, tỷ ba và thìn. Ba con này tạo thành một bộ tam hợp. Rồi mọi người để nó xuống một hàng, cái tam hợp thứ hai là gì? Dần ngọ, dần ngọ tuất. Cái tam hợp thứ ba là hợi, mão, mùi. Tam hợp thứ tư là tỷ dấu, tỷ dấu sửu. Thì cách tính tam hợp như sau, mình sẽ hạ con cuối cùng của tam hợp xuống. Như vậy đây thân tỷ thìn thì nó sẽ là hạ con thìn xuống. Sau đó lấy hai con địa chi được con thìn,
À, tức là dân màu đúng không ạ? Như vậy sẽ là có dân màu và thịt. Điều này có nghĩa là gì? Những người tuổi thân, tuổi ý, tuổi thìn, tức là những người sinh trong năm thân, năm tí, năm thìn thì sẽ đều bị tán tai 3 năm liên tục, đó là năm dần, năm màu và năm thìn. Như vậy cái cột bên này là cái hàng bên này là tuổi, hàng dưới này là năm bị tán tai. À, quên, lúc này có giờ giải lao có anh hỏi là mình còn lớn vậy, mời cái lớp mà luận lục thập hoa giảng cuộc đời á, thì lúc này mình có nói là hoa cái lục thập hoa giảng có thể luận về cuộc đời á, thì anh có hỏi là mình có mở không, thì mình không mở cái lớp đó nhá, bởi vì mình thấy cũng không quá cần thiết, tức là khi luận cuộc đời mình có thể có những môn khác ví dụ từ vị từ trụ bản từ đâu, cho nên là cái môn đó dùng để luận cuộc đời nó cũng không quá cần thiết, tức là những ai muốn nghiên cứu thì nghiên cứu thêm cũng vậy thôi, chứ còn dùng nó để luận cuộc đời thì có những môn kia nó thay thế đâu, thì mình không cần thiết phải học cái đó. Và ở Việt Nam mình thì hầu như mọi người cũng không học được đâu, bởi vì thầy mình thì hiện như ở Mỹ, cái thầy mà dạy cái đó cho mình là ở Mỹ, thì bình thường là mấy năm trước là một năm như vậy thầy về Việt Nam khoảng 2 lần, thì 2 lần đó thì thầy mới tập hợp một số người thôi, ở Việt Nam mình chắc cũng được còn tầm hơn 10 người là được có cái cơ duyên để học với thầy, thì thầy tập hợp mấy người đó là cái gì, còn là bình thường thì thầy ở bên Mỹ đó, đợt dịch này thì thầy ở bên Mỹ đó, cho nên là cũng không học được, nhưng mà theo mình thấy cũng không quá cần thiết để mà phải học môn đó, mọi người mới tâm hiểu thì có thể học những môn khác được đâu. Rồi quay lại đấy, cái tám hợp thứ hai là gì? Dần ngồi tốt đúng không ạ? Dần ngồi tốt thì chúng ta hạ con gì xuống? À, hạ con tốt xuống. Hạ con tốt xuống thì ở đây là trường con tốt là con gì? À, thân và dầu. À, như vậy điều này có nghĩa là những người tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tốt thì sẽ bị tán tai trong năm thân, năm dầu và năm tốt. Hết chưa hả? Tôi nói cho thêm 15 phút nữa đi. Hả? Ồ vậy hả? Vậy thôi mình dạy cho đến cái cách tính cho xong, rồi buổi sau mình sẽ dạy quả giải nhá. Bởi vì mọi người thông cảm, mình dạy cho mọi người cho hết nhưng mà giờ bị đuổi rồi. Rồi, tương tự như vậy là gì? Hời mạo môi thì hạ con môi xuống đúng không ạ? Trước này là con tỳ và con ngọ. Như vậy là gì? Những người tuổi hợi mão mùi sẽ bị tán tai trong năm tỳ, năm ngọ và năm mùi. Như vậy buổi sau là chúng ta sẽ học cái phần hóa giải về cái tán tai này, xong rồi chúng ta vào phong thủy. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái thủ thuật trong phong thủy để mọi người có thể ứng dụng tốt hơn trong cái cuộc sống của mình ha. Tiếp theo tỳ dầu sửu thì hạ con sửu trước, con trước con sửu sẽ là con hời và con tí, đúng không ạ? Như vậy là những người tuổi tỵ dậu sửu sẽ bị tán tai trong năm hời, năm tỵ và năm sửu. Năm nay năm gì ạ? À, năm nay năm sửu. À, năm nay năm sửu thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người mà tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi sửu là đang bị tán tai và đang bị tán tai năm cuối. Là mình có ai tuổi tỵ dậu sửu không? Giơ tay lên. À, cũng khá khá, tí nữa nhờ gặp thầy nhá. Thầy bảo giả. Thầy lại trống 12 ngón tay. À đúng rồi, mình sẽ bấm cho 2 vòng để mình bảo giả. Rồi, ok. À quên, trước khi về nói thêm một cái này nữa rồi chúng ta nghỉ. Tức là cái này nó sẽ, từ cái này nó mới xuất hiện một câu trong dân gian, ông bà ta hay nói đó là tam hợp hỏa tam tai đó.
đúng không ạ? Ví dụ bình thường mình nói là nhà mà có ba người tuổi tam hợp là mình nói có tốt đúng không? Nó hợp nhau, người tuổi thân, người tuổi tỵ, người tuổi thìn thì tạo thành tam hợp là hợp nhau. Ví dụ bố tuổi thân, mẹ tuổi tỵ, con tuổi thìn thì được thành tam tam hợp, nhìn chung đó là tốt. Nhưng mà tại vì sao người ta nói tam hợp hòa tam tai là bởi vì sao? Bởi vì ba cái tuổi đó nếu như nó mà bị tam tai nó sẽ bị tam tai giống nhau, đúng không? Tức là đen vô nhập á. Đó, cho nên là ông ba tam thì có một câu là như vậy đó, tam hợp hòa tam tai là vì thế. Được chưa? Rồi, hôm nay chúng ta nghỉ tại đây, hẹn mọi người vào tối thứ sáu. Cảm ơn mọi người.